Đây này được hả? Đây này được rồi. Để đi, anh giữ cho. Ừ. Không, anh ở trong. Không, đừng cho nó nghe quá, cho nó thẳng. Em thộn tay này nè. Ừ. Cầm bên kia là không thộn. Hôm nào mình muốn cưới vào tí là nó sống rồi. Vâng. Xin chào tất cả các bác. Ok, chào bác. À, chào mừng các bác đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Ahuân TV. Và hiện tại thì mấy anh em đang ở nhà của em Cánh các bác ạ. Sân mọi cái thì hôm vừa rồi thì anh em cũng đã làm xong rồi. Và hôm nay thì lên trên này thì cũng muốn chia sẻ cho các bác một số câu chuyện nữa. Và làm nốt một số công việc còn tồn động trên nhà em Cánh xong thì ngày mai sẽ bắt đầu khởi công chỗ nhà của em Sùng các bác nhé. Tại vì là cũng để các bác phải chờ đợi khá là lâu rồi. Hôm vừa rồi thì đội thợ kia lên thì họ đòi cái giá nó cao quá, không phù hợp với lại cái giá mà anh em đi làm chương trình thiện nguyện, nên vậy nên là anh em thôi, anh em quyết định là sẽ đổi với lại thợ mới các bác ạ. Đội thợ mới thì ngày mai thì anh em thợ sẽ bắt đầu làm luôn thưa các bác. Như đợt hôm vừa rồi thì mấy anh em thợ kia đòi giá cao quá, cho nên là anh em cũng không có làm tiếp được. Bởi vì là khi mà anh em đi làm những chương trình như thế này ấy các bác, thì cũng là mồ hôi công sức của các bác gửi lên cho những hoàn cảnh mà anh em đi làm, thì hầu như là anh em làm thì anh em đều phải cân nhắc thật kỹ về những cái khoản này khoản kia, vậy nên là anh em phải cân đo đong đếm, cho nên anh em sẽ xem là đội thợ nào mà người ta làm vừa rẻ này, vừa tiết kiệm được và vừa đẹp nữa thì anh em thuê thôi các bác. Đó, nên là rất là mong các bác sẽ thông cảm. Hôm vừa rồi thì anh em thợ đội kia thì cũng có lên rồi. Lên thì họ đòi cao quá, cho nên là không có làm được. Rất là mong các bác sẽ thông cảm cho anh em. Đấy, còn nhà cái thì hôm nay thì vừa rồi lúc nãy lên thì anh em cũng mang mấy cây cây lên, bởi vì là các bác cũng đóng góp ý kiến cho anh em ấy các bác, là hôm vừa rồi mấy anh em làm nền ngoài sân ấy thì làm láng lại phần sân ấy, thì các bác cũng bảo là trước cửa nhà em cái nên có một hai cái cây gì đó, sau này nó lớn lên thì cây to lên rồi thì nó sẽ có bóng mát, thì lúc đó sẽ mát nhà hơn. Thì hôm nay thì anh em cũng có cầm hai cái cây lên để trồng. Thì cũng có một số vấn đề mà các bác thắc mắc rất là nhiều. Các bác bảo là tại vì sao mà cứ quay nhà em cấy ấy các bác, thì khi mà anh em muốn là phải hoàn thiện tất tật mọi cái của nhà cấy hết hết rồi các bác, bởi vì là cấy thì em Hoa thì bây giờ cũng bầu bí các thứ nữa, thì cũng coi như cũng chỉ có một mình thôi, chỉ có em Hoa thì có xem là trông bé Tùng được cho em cấy thôi các bác ạ. Không có làm gì được nặng ấy, vậy nên là hai vợ chồng thì cũng còn là vừa mới lấy nhau nữa, vậy nên là cũng còn khó khăn cái này cái kia nữa. Nên là anh em cũng muốn giúp là đã giúp thì sẽ giúp đến gọi là giúp hết mình luôn. Đấy. Đến mà khi mà nhà em Sùng thế đâu các bác, khi mà nhà làm nhà của em Sùng thì cũng anh em cũng sẽ giúp hết mình luôn như nhà em cái, bởi vì là hầu như là anh em đi làm thì giúp đỡ hoàn cảnh nào thì anh em cũng phải giúp từ đầu đến cuối. Khi mà đã làm xong nhà rồi thì anh em còn giúp cho anh em phát triển kinh tế để cho các em có cuộc sống khá giả hơn ngày xưa, chứ không có như kiểu là dậm chân tại chỗ. Khi mà anh em lên giúp đỡ rồi thì sau này khi mà anh em lúc mà anh em quay lại ấy, thì các em lại không có gì, vậy nên anh em cũng muốn là tính đến cái phương án là sẽ giúp xong khi mà làm nhà xong rồi thì anh em sẽ tạo điều kiện cho các anh em để phát triển kinh tế gia đình, để có đồng ra đồng vào để cho gia đình đỡ khổ hơn. Đấy, cái đấy thì đó vẫn là mục tiêu của anh em khi mà anh em đi giúp đỡ các em. Đấy, như mấy hoàn cảnh ngày xưa thì anh em đi giúp đỡ cũng thế thôi các bác ạ. Làm nhà xong thì tạo điều kiện cho là cho đi học này, như ở trên em xin phép là nhắc ở trên video này một tí, như em Lầu Mỹ Túng các bác, thì làm nhà xong thì cho em Túng em đi học cắt tóc này, về thì mở quán tạp hóa các thứ, thì đến thời điểm bây giờ thì kinh tế gia đình thì cũng ổn rồi, thì và đến thời điểm bây giờ thì em Túng cũng đã lấy vợ.
Sẽ có một ngày gần nhất nào đó anh em sẽ quay lại để quay cho các bác cùng xem, bởi vì là rất nhiều bác thắc mắc là tại sao mà không quay lại để ghi hình em Túng, bởi vì em Túng đi theo anh em trong team một thời gian khá là dài, nhưng mà tại vì là các bác cũng biết mà, thời gian này thì bà con làm nương nữa, với lại em Túng thì có công việc riêng của em Túng nữa, đó là chạy chợ để đi cắt tóc chỗ này chỗ kia, với lại còn quán xá nữa, vậy nên là khi mà anh em đặt vấn đề với em Túng thì cũng em ấy cũng hẹn, nhưng mà đến hôm mà rảnh thì trong đó anh em lại có việc ở trên này chỗ này chỗ kia nữa, nên là không thể gặp được em Túng. Và có một vấn đề nữa đó chính là vợ chồng của anh Quyền với chị Yển ấy các bác, thì em cũng nói rất nhiều video trước đây rồi, khi mà hai vợ chồng nghỉ ấy thì tại vì là anh Quyền với chị Yển thì còn có con nhỏ nữa, cho nên cái đợt đấy là khi mà hai vợ chồng lên trên này làm ấy là để con ở nhà cho ông bà ngoại, và ông bà ngoại thì cũng có tuổi rồi, cho nên là bé thì hay bị ốm, mà các bác trẻ con thì các bác cũng biết rồi, khi trẻ con thì rất hay ốm luôn, vậy nên là anh chị quyết định là sẽ đi về quê một thời gian khi mà công việc gia đình ổn rồi, bởi vì là hai vợ chồng thì còn có một cái trang trại nữa, cho nên là hai vợ chồng cũng đi về quê để túc tác xong là cho xong hết cái phần trang trại đi, với lại con lớn lớn khi nào mà con đi học được rồi thì hai vợ chồng sẽ quay lại làm cùng anh em các bác nhé. Nóng đấy. Ôi được rồi, được rồi. Này. Nóng. Đấy, khi Nóng. mà Nóng anh nhiều em quá đấy. đăng tải video thì các bác cũng có nói rất nhiều ở trên video, thì rất là Uống đi, mong các bác uống sẽ đi. không gọi là nhắc nữa, bởi vì là khi nào mà hai vợ chồng quay lại làm được thì lúc đó anh em sẽ thông báo cho các lên lên trên kênh đấy, cho các bác cùng biết các bác nhé. Đấy. Làm sao? Chị thích nghỉ thôi, tuần này thích nghỉ thôi. Uống nước. Này, sụt tay vào trong đấy rồi không uống nữa. Hả? Thôi, uống đi thôi. Uống đâu, đâu, đâu. Uống đâu, uống đâu. Đi chơi nhá. Đi chơi nhá. Đi đón mẹ đi. Mẹ chẳng đi về đâu. Mẹ chẳng đi về đâu. Ở đây. Ở đây. Ngồi cái này. Này ngồi đây. Này. Hoa đang đi đâu rồi? Hoa thì hôm vừa nãy là có bố Hoa có ra bên đấy, có phải là có gì thì hai hai đứa con ra bên đấy có việc xíu, xong là bảo là ô em thì mấy ngày nữa con cứ bị sốt thôi, xong là con không đi được thì ví dụ em bây giờ mẹ mẹ đi thì bây giờ hay là em đi thì mẹ phải ở nhà, còn nếu mà mẹ đi thì em phải ở nhà À, đấy, Tùng nó bị ốm à, lại ốm à? cái kiểu nó cái số là sợ là đi ra ngoài trong gió mọi cái là lúc đấy lại thêm đi. Cho nên nó này bảo là nếu mà mẹ đi thì mẹ đi một tí xong mẹ về, sao là còn em lên nhà trông con một tí Một người đi một người ở nhà được rồi. đấy, còn sợ là đi nếu mà cả hai đi cũng như là cả gia đình đi thì lúc đấy phải đi xe rồi, đi xe nó sợ là có gió một cái với lại đi như nào sao là lại phát sinh ra ốm một cái thì lúc đấy là kinh tế mọi cái gọi là cũng gọi là chữa bệnh mọi cái thì cũng gọi là không 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 vấn đề, nhưng mà bây giờ là con không nhiều lúc thì con bé thì nhiều không không phải nghĩ là con ví dụ trong gió mọi cái thì lúc đấy vẫn không vấn đề, còn nếu mà sợ là có ngoài bệnh khác ấy thì nó rất là khó. Đúng rồi. À, cho nên là bảo là không thì cứ để một người nhà trông đi. Con thì dạo này em cũng gọi là tranh thủ để làm một cái vườn để con đỡ đi xuống. Lần đầu là con đi xuống là con ngắm một lần ở dưới đường ở dưới này, sau này em bảo là thôi bây giờ không nhiều lúc con biết tộc tành kiểu đi như này thì không không thể tránh nổi được. Ví dụ em Đúng không rồi. thể là bây giờ em trong là chẳng đi, nhưng mà em đi rửa bát hay đi rửa chén, nhưng mà tự dưng con đi ngoài rồi
thì lúc đấy sợ con đi lao vào dưới đường gì đấy thì Đây anh thấy là đấy không đây cho có các cái bác gì cùng xem để ra ngoài thì em cấy ở nhà thì em cấy cũng có tự làm đi được cái đi chân đi chân đi chân đi cái chân hàng rào ngoài này này. đi chân bà bé này bà bé bà bé bà bé Quần áo rơi rồi. vâng có Đấy, gió em ở cấy trong thì có gió ở nhà thì hai vợ chồng cũng tự làm cái phần đấy lan can này các bác này. xì xì Làm bằng xì ấy. em nói rằng là cái này thì em chỉ làm để làm sao cho con lại còn người lớn thì chắc chắn là sẽ đi Người qua lớn được thì thì qua được, trẻ con ờ thôi. à, trẻ con thì ví dụ tần như bé thì bé chỉ có cần ở cây cây trên nó thôi, là em chỉ làm một cái lan can gọi là rất là bình thường. Hôm nọ thì đi xin mấy cái cây này của chú, và là bây giờ thì trẻ con nó còn đang còn nhỏ ấy, cho nên là ở đây thì rất là gần đường, ở dưới này thì cái bờ ở đường này thì cũng gọi là cao ấy, cho nên là sợ là con lan rồi đấy, bởi bây giờ ở dưới đấy thì cũng có đá ấy, là con Không, vừa lao vào rồi con đá thì ngã nó ở rất đâu? là con. Vừa rồi con ngã xuống đấy là rơi xuống đường ấy, từ trên này xuống là sao là Rồi. con để chuẩn bị đi. Nếu mà con em thì hay đi ở từ đây sang bên kia, nhưng mà bây giờ bỏ cái bạc đấy sao là cũng đi xuống đấy, sao là đi nghỉ nghỉ hoa ở đây một xíu sao là kiểu Lăn xuống à? người thì vẫn chưa gọi là chuẩn chuẩn hẳn như người lớn ấy, cho nên là không biết là có một viên đạn hay sao sao là lúc đấy tự dưng lại Lăn xuống. lan xuống. Sao là mẹ thì đã rửa bát, sao là em thì còn đang là kiểu dọn nhà nhé, sao là không để ý ra tự dưng nghe thấy con khóc và chạy sang ngoài, sao là con đang ở dưới rồi, sao là đất đây em bảo là thấy con gì thì cố gắng đi xin mấy chú mấy cái cây để làm một cái vườn, muốn một cái rào để ngang con ấy. Đấy còn người lớn thì ví dụ bây giờ thì em chỉ nghĩ là làm thấp thấp để cho con không đi được, còn bây giờ em thì với lại vợ chồng thì cũng có thể đi lại bình thường, người lớn Người thì lớn mình đi lại được rồi, đi lại còn được cái nhé. chỗ trẻ con đó giờ Đấy mình thì lo chỗ trẻ con thôi, chứ bảo người lớn đấy mình thì bình thường mà. chờ để chân ít chị chị ơi chờ đây không không chờ không chờ không chờ không chờ Đấy, trẻ con thì giờ là nói chung là làm như thế này là được rồi, là ổn đúng rồi. rồi, bây giờ em chỉ ngăn là tầm con nêu con bây giờ nó đi sang kia thì nó chỉ đi đường kia đường thẳng này nó không giao cả, còn bên nhiều lúc nó hay ra đây kiểu kiểu nó hay nó cũng chưa đi được mấy, với lại có đá nhiều lúc nó đi chân đất và nó ra ra ở chỗ nhà ra thì nó hay đi đường đất, nó hay đi chân đất thôi, sao là nhiều lúc là có đá sao là không biết là nó chọc cái chân hay như nào thì lúc đấy kiểu nó không đứng thẳng được, nó ngã, nó hay ngã, với lại trẻ con thì không thể đảm bảo nó mọi lúc mọi nơi được. Đúng rồi. À, bố mẹ thì có nhiều lúc thì kể cả gia đình ở nhà cũng một xíu thì nó không thể đảm bảo nó một suốt ngày được. Em, nhiều lúc thì có nhiều lúc thì nó đi gần đến điểm trường thì hai vợ chồng mới biết ô không thấy con rồi, thì con thấy con đâu thì rất cũng rất là sợ, để với lại xe đi lại à, đi đường thì nó không sao cả, đi đường bây giờ Đúng rồi, chỉ sợ đi là đường xe đi thẳng thì lại nó không thôi. ngã nhưng mà sợ xe Chỉ có sợ xe xe cộ đi đấy. lại thôi, bởi vì là đường ở trong xóm thì còn bé nữa các bác. Ở Đấy, trong cho nên xóm thì đường là bé này, với lại thanh niên trong xóm thì các bác cũng biết mà, đi xe thì cứ phải gọi là đi hết tầm ga thì mới thôi. Như là mấy thanh niên xe xe men men tí vào nữa thì thôi rồi. Lao thì không phải nói luôn. giờ là ví dụ nên bây giờ kể cả người ta lao vào con của mình thì mình người ta cũng có thể để đền bù thật, nhưng mà thật ra là ai cũng chẳng mong muốn là ví dụ là Thì một con mình với cái ôm vết đâu thương ốm như ốm nào đâu cả, đâu, đúng rồi. ví dụ đẻ ra thì nó như thế, nhưng mà khi mà một có một cái vết thương là nó chả nó không giống như cú đại, kể cả ví dụ bác sĩ chữa về thì nó cũng gọi là một cái cũng gọi là gần giống như cú, nhưng mà nó cũng gọi là khác khác hẳn Đúng đấy, nó cũng không lành mạnh như lúc đầu, cho nên là đảm bảo ví dụ cần con em ví dụ về biết đi toàn thành đi, kể cả bây giờ đi có nhiều lúc đi nhà ngoại nếu mà không đi xe thỉnh thoảng đi thì cũng cố để chiều nó đi, rồi. nó cũng đi được một nửa đường đấy. Thế thôi cũng cũng kệ rồi. Đấy Cái cây thì chắc là trồng ở chỗ nào được nhỉ? nghĩ là trồng một cây đâu, một cây ở bên kia Ừ, đúng rồi. à, còn thẳng ở trước cửa thì cứ để đấy, còn
Trước cửa thì không ai đi trồng cây thẳng ở giữa cửa đâu. Đúng rồi, cho nên là chỉ chết chung trồng hai bên nó thôi. Hai bên nó không ai là... không ai dậy đi trồng gọi là thẳng cửa bao giờ cả. Cho nên làm là gì quá trồng thế bao trồng giờ. Đấy cũng được mà, ví dụ cây nó lớn lên thì lúc đấy nó trông là cũng gọi là dần. Với lại nếu mà cả cái đoạn dưới này không dâm thì lúc đấy người mà biết di chuyển nó biết tự di chuyển này mà chỗ dâm chứ chẳng nhé. Nó không được phép là trồng thẳng cửa ấy chứ. Làm sao mình được ấy. Còn cái xẻng nào nhà không? Dạ. Xẻng? Xẻng vẫn còn ấy. Ở đâu? Ở trong nhà vệ sinh gọi là cất quyến đấy. Dạ. Ui, toàn đá. Ây ở đây thì em không nhất thiết là về cây ăn quả mà anh. Đúng rồi, không cần cây ăn quả đâu. Quan trọng là mai này nó lớn lên là mát dâm, kiểu dâm ấy. Điều quan trọng thế. Mình quan trọng nó mát thôi. Không, cái đấy em phải đào thế nhưng mà em đào cái này trước. Dạ. Ra ngoài lọ sạch kia kìa. Kia kìa, bên này. Ra ngoài đấy. Đấy, tầm đấy. Còn đá thôi. Một cây gọi là cây gì với cây gì anh? Cái này có một cây ổi. Có một cây này là cây cái gì ấy mà sau này nó ra hoa màu tím tím ấy. À thế. Như kiểu lạ, mai kia là nó kiểu khi mà có cành ra nó cũng rộng luôn đúng không? Ui rộng lắm cây này. Nhưng quan trọng là nó dâm kìa. Dâm mà. Bây giờ ở trên này thì bây giờ trồng cây ăn quả ấy thì anh trồng, nếu mà anh trồng gần kể cả gần nhà thế thôi cũng hiếm khi có ngày ở gần nhà ấy. Cho nên là những ngày mà ở nhà thì còn trông được. Ví dụ cây ăn quả thì ngày ở nhà thì được, còn ngày không ở nhà thì trẻ con nó lên nó lấy hết rồi. Nó cũng mượn đi thôi nhỉ. Đúng rồi. Nó cũng vặt xin mấy quả. Cái hố này được rồi. Ở đây thì là ngã ba đấy, cho nên có nhiều người hay đi lại. Mấy thanh niên đi đâu uống rượu về rồi? Chắc đi ở trong kia có. Thấy người men à? Còn những người say rượu này cứ né né ra. Các bố nói nhiều quá, mình không có câu gì để nói với các bố đâu. Mấy người như này em không thích chơi mà. Còn nếu mà anh sợ nhất là người xây dựng. Chiều với em á. Thật sự là em thì vào bản mới, nó là bản mới, nhưng mà ví dụ em về em gọi là một cái là ví dụ như em sợ là em làm sai thôi. Ừ. Thật sự em không làm sai thì cái ổi này lấy trong bên đấy đi. Ổi này còn không có dễ mấy ấy. Một hai chế bé. Đấy đi. Đi dưới nhá.
Chịu khó tưới tưới nước là mấy hôm đầu ấy. Đúng rồi. Cứ sáng ra mình tưới. Thì cái hố phải đập thêm anh ạ. Mấy kia? Ừ. Được rồi, mấy kia được rồi, em vừa anh xúc máy xẻng rồi. Tông, bỏ chân xuống. Dẫm nó xuống. Rồi. Đấy, sau này nó khác lớn. Đạt thêm bên này tí nữa. Cái này có hạ được vào trong đấy. Hố nó như thế này được rồi. Quan trọng là mình phá được cái hố này. Ừ. Đào rộng tí nữa. Để đào mấy cụ này nha. Ở trong dưới lòng đất nó ẩn thì cây nó mới dễ sống. Ừ. Còn bây giờ đào gần gần trên này thôi. Đổ đất nó khô ấy. Nắng này là nó hay dễ chết. Không có cái xà beng. Xà beng không có. Hả? Lấy quốc coi. Được rồi. Đấy, đi, đánh giữ cho. Nhá. Ừ. Không, anh phải cho anh nghe. Không, đừng cho nó nghe quá, cho nó thẳng nữa. Còn áo này dễ hết rồi. Em thộm tay này nhá. Ừ. Cầm bên kia, không thộm ấy. Đâu còn nước à? Nhà còn nước. Có. Lấy nước về tưới. Còn một chế cho nó nhiều. Hãy nhìn trước cửa nó có hai cái cây xanh thì nhìn nó luôn luôn là lúc nào nó cũng nhìn nó mắt nhà mắt cửa hơn các bạn ạ.
cái gốc nó. Hôm nào mình cũng tưới một tí là nó sống rồi. Vâng. Nó sẽ ẩn lên mà. Ừ. Cầm cái đấy ra đây làm cái gì? Có gì đâu mà tưới, khổ quá. Không có nước mà lấy đi tưới nước được cây. Thật sự bé thì nó không biết gì đâu, nó biết là lấy cái gì ra tưới cây hay là cái gì thì luôn, nó chỉ biết lấy đi thôi. Nó thấy người lớn mình làm thế nào nó bắt trước theo mà. Hãy trồng hai cái cây trước cửa nhìn nó ấy hơn. Đợi giờ chỉ đợi nó lớn thôi. Mấy cái ăn ổi này thì có thể là nó chậm hơn này. Còn cái cây kia thì chắc chắn là nó sẽ nhanh hơn rồi. Đúng rồi. Mấy cái để trồng hoa thôi, bây giờ thì mấy chỗ này thì bây giờ thì em cứ đi đâu kiếm lại hoa này về em trồng này. Em phải kiếm cái gì hoa đây để đó. Bây giờ hoa đây là hoa tím mà. Hoa tím nhưng mà ngày nó chỉ ra, nếu mà ra đồng điều thì cũng nhiều, nhưng mà ra không đồng điều ấy. Có ngày ra 4-5 hoa. Không thì mấy cái nhưng mà nó có ở trước cửa nhà, nó vẫn mát nhà, mát cửa hơn. Nhưng mà ở dưới này cũng có. Cái này là dây khoai ấy. Dây khoai lan này. Ờ. Sao tự dưng ở đây có nhỉ? Không thì em đi đâu tìm cái giống khoai lang mà em trồng hết bên kia kìa. Trên này thì đa số lại suy nghĩ là trồng, kiếm một số loại hoa khác mà trồng. Để cho nó vừa có cảnh, không là vừa có. Không trèo. Không trèo. Đi xuống. Đi xuống nha. Đi xuống này. Xuống chơi thôi, xuống chơi thôi. Không trèo ở đây đâu. Nhiều lúc có người ở dưới kia, sao là bé cứ đứng ở đây, cần đây rồi vài tay lại. Vài tay. Thấy làm cái này vào thì nó an toàn hơn nhiều. Nhiều lúc là không sợ là con lao xuống này. Đi về nhà, đi vào trong nhà đi. Đi vào nhà bé, đi vào xong là tí mẹ bé luôn. Thật sự một đứa chiều cái gì nhiều lúc thật sự là hư một tí cũng chiều kệ nó, nhưng mà con này mới làm nào mong muốn là không nên chiều quá. Đúng rồi, thật sự là có nhiều lúc. Những lúc mà chiều thì những cái lúc mà không có người trông thì chỉ mới chiều thôi, còn thực sự là có người trông thì kể là trông một tí thì cũng ấy nữa. Uống nước nóng lấy một tí đã. Để đấy này nóng. Để nóng. Mà phải thôi đó. Cứ thế ai thổi là uống đi mày uống đi này. Mày uống đi này. Uống đi. Anh em vừa mới trồng cây xong rồi các bác. Uống đi ngay. Uống đi. Ây giời. Hơi nóng. Nóng mà bây giờ hôm nay nó còn mát đấy. Đêm hôm qua nó mưa, hôm nay nó còn mát đấy. Ở trên này là thời tiết hay như thế. Ví dụ bây giờ dâm thế rồi, không biết là tối có mưa. Chắc là tối có khả năng là sẽ mưa. Bây giờ kiểu như dâm nhưng mà nóng lắm anh ạ. Thì có khi khả năng tối sẽ mưa. Kiểu nó như này nhưng mà nó nóng ẩm nó mới là hay mưa này. Đúng rồi. Đấy.
Rất là mong các bác sẽ thông cảm cho anh em, bởi vì là các bác cũng có nói bảo là anh em thì nghĩa là giúp đỡ thì giúp vừa vừa ấy, có những việc thì gia đình tự làm thì có thể là cho gia đình làm luôn, thì rất là mong các bác thông cảm cho anh em về vấn đề này. Khi mà anh em đã giúp thì anh em muốn là sẽ giúp cho những hoàn cảnh mà anh em đi giúp là hoàn chỉnh, chỉnh chu tất là tật mọi cái có nhất có thể các bác ạ. Chứ không thể gọi là giúp nửa chừng xong là anh em không giúp nữa. Đến khi đi mà những hoàn cảnh tiếp theo như hoàn cảnh của em Sùng này, hoặc là hoàn cảnh của hai cháu mồ côi ở trong kia thì cũng thế thôi. Đó là khi mà anh em giúp thì cái gì cái thì anh em sẽ giúp gọi là hết mình luôn, khi mà giúp ở trong tầm mà anh em có đủ khả năng để anh em giúp thì anh em sẽ giúp hết mình các bác nhé. Thì vấn đề này thì rất là mong các bác sẽ thông cảm, khi mà anh em giúp thì anh em sẽ giúp giúp hết cỡ, chứ không gọi là giúp nửa chừng cho anh em thôi. Rồi ôi không uống xong là mang đi đổ kia hết rồi. Ừ đấy, ừ thì bạn không cho uống đâu. Rồi thì cho nóng nghịch nước nữa. Ở trên này thì cũng phải gọi là các anh thì cũng thường xuyên lên, cũng như là mọi cái thì các anh cũng hiểu. Đấy, cũng như là cũng phải chia sẻ thật với tất cả quý bác. Đó là ở trên này thì thực sự là để mà một gia đình nào đó, cũng như là ví dụ như là hiện tại như cháu Cánh thế thôi. Thật sự là thỉnh thoảng thì có lúc thì cháu mới ở nhà, cũng như là rất là tiện, cũng như là nhiều cái thì cũng rất là gọi là rất là may mắn mới gặp được các anh để quay phim ấy. Cũng như là quay cái video để các bác theo dõi. Còn thật sự là khi mà đã có một cái gia đình, hoặc là thậm chí là ví dụ hiện tại là cháu cưới được, cũng gọi là lấy được anh Hoa về, cũng như là về ở chung một nhà rồi, thì thật sự là nó có nhiều cái việc ở bên này bên kia. Cũng như là kể về gia đình của cháu thì cũng không có nhiều việc cả, nhưng mà cũng thật sự là để mà cái sáng tạo của mình, để mà xung quanh nhà cũng là mọi cái thì cũng mong muốn là tự làm ra. Đấy. Nhưng mà bên ngoại thì vẫn có một cái là thực sự là người ta cũng bên ngoại cũng có nhiều cái công việc ấy, cho nên là nhiều lúc là xin đi sang bên đấy, với lại nhiều lúc là cũng có thể là đi sang bên bên bà con, cũng như là bà con đã từng hỗ trợ với hai bố con, cũng như là hỗ trợ với gia đình ấy, cho nên là cũng thực sự là nhiều cái thì cũng không thể là nghĩ là chỉ làm cho mình, với là người ta hỗ trợ về mình xong là thôi, sao là bỏ người ta có việc thì không cần ra đấy. Cho nên là nhiều lúc là em cái thì cũng nghĩ rất là nhiều, mà nhiều lúc là buổi sáng hay là buổi chiều thì chán đi thì tranh thủ, cũng như là buổi sáng có nhiều lúc là bà con người ta cũng gọi là từng ra hỗ trợ mình, người ta cũng là ra để hỗ trợ bà con ở bên đấy, người ta còn tí việc thì cũng phải coi như là đổi công cái này cái kia. Đúng rồi, phải thì đổi công cũng gọi là nhiều lúc thì cũng gọi là chưa tranh thủ được cái công việc ở nhà, nhưng mà thật sự là bà con ở trên này thì không còn một cái nào khác, bởi không có kinh tế mà. Đúng rồi. Bây giờ không thể là đi làm và là thuê cho họ làm đấy, cho nên là sẽ chỉ bằng cách để đổi công cho người này người kia đấy, cho là người ta giao hội mình giao hội người ta. Và không bao giờ thật sự là cháu thì hay là gia đình em cái ấy, thì gọi là phải gọi là vào đấy ở bản mới, và người ta cũng giao hộ rất là nhiệt tình, cho nên mọi cái khi mà người ta nhờ đến cũng như là người ta gọi đến ấy, thì lúc đấy thật sự là không thể từ chối được, phải chỉ biết là lúc đấy là ví dụ như Hoa cũng như là hai mẹ con không đi được thì em sẽ đi. Đúng rồi. Còn ví dụ như em không đi được, ví dụ em có việc của riêng rồi thì lúc đấy hai mẹ con sẽ đi để làm sao một là có thể là đi trả công, mà cái thứ hai nữa là đi thuận kiểu như là giao, cũng gọi là một cách để giao tiếp với giao lưu giao lưu để đấy, giao lưu với bà con làm xóm quen ấy. Ấy, làm đấy, quen kiểu cho gọi là tình làng nghĩa xóm nó đi lên, chứ không có tình làng nghĩa xóm đi xuống cả, bởi vì là trong thời gian mà em cái làm nhà ấy các bác thì nếu như mà các bác theo dõi video thì các bác cũng có biết rồi đấy ạ, là bà con ra giúp rất là nhiệt tình. Khi mà ví dụ như nhà mà không có rau gì ăn thì bà con còn mang rau các thứ ra cho mà, đúng không? Vậy nên là có những việc là em cái không thể chủ động được, nên là anh em cũng có thể là sát sao được. Và đến những hoàn cảnh tiếp theo thì khi mà
anh em bắt đầu thực hiện những công việc ấy như làm nhà các thứ thì anh em cũng sát sao như của nhà em cái thôi, thì rất là mong các bác sẽ thông cảm, chứ không được chứ không mong muốn là các bác bảo là giờ cấy có hoa rồi thì mọi cái thì cấy cũng chủ động được, thì anh em quan tâm nhà Sùng hơn, thì bởi vì là thời gian nhà Sùng thì cũng phải chờ đợi anh em thợ các thứ nữa, thì rất là mong các bác sẽ thông cảm. Và ngày mai thì em Giang hứa sẽ là ngày mà anh em khởi công các bác nhá, thì rất là mong các bác sẽ đón xem những tập tiếp theo trên kênh của A Huân TV, và có thể là video này anh em sẽ dừng lại ở đây thôi, và anh em xin phép là sẽ đi về, và hẹn các bác ở những video tiếp theo trên kênh A Huân TV. Xin chào các bác. Ok, chào các bác ạ.